Hello anh em. Như là clip Đà Lạt trước mình có nói là sau Tết này mình có chuyến đi xuyên Việt ha. Thì hôm nay là mình bắt đầu đi xuyên Việt nè. Hôm nay là mùng 2 Tết. Hiện tại là mình đang ở Phú Giáo, Bình Dương. Sáng giờ hai anh em chạy đi sớm lắm, trời tối thui nên mình không có quay. Mới ăn sáng xong rồi, giờ là chuẩn bị đi tiếp. Xe mình có trang bị mì nước dọc đường. Uống này luôn hả? Uống đây. Rồi em đổ đi. Đó, thì như xe anh em thấy không? Đã đi một cái tour xuyên Việt như vậy á là mình trang bị túi hai bên. Túi hai bên của VV và thùng đằng sau cộng thêm một cái túi 30 lít ở phía trước. Đi đi đi, anh đang chạy lên. Rồi vòng xoay đó đi thẳng. Đó, đây là ngã tư gì? Trên thành Bù Lăng, Phước Long. Mình rẽ phải về Bù Lăng đi quốc lộ 14. Chạm dừng chân Bù Đăng đâu còn ai nữa đâu, nó vô đổ xăng thôi chứ còn buôn bán gì. Ok, tiếp tục nghe em Kha, nghe nghe rồi đúng không? Đi đi thẳng lên, đi đi là lên không được. Tiếp tục hành trình. Từ đây mình tới Pleiku còn 6 tiếng, gần 7 tiếng nữa. Thì để mai mà tối nay tới khách sạn em mình sợ cái cung đường ngày mai. Đường đã đường vắng luôn, thấy nắng nắng rồi chứ mát lắm, mát lạnh trong người luôn. Rồi giờ cởi áo ra lạnh lắm. Này là đang ở tỉnh Đắk Nông rồi nè, tới Đắk Nông rồi. Này vô khu trung tâm rồi. Tại vì nãy cái chị bán nước nãy là nói mình là lên Đắk Nông là lạnh lạnh đúng không? Đó, đang mát mát lạnh lạnh nè, đi đã ghê luôn. Nó làm cho mình càng dễ buồn ngủ. Tính là xe ba thùng nó cũng đỡ sàn hơn là một thùng sau ha. Gió gió nó lùa vô nó đỡ hơn nhiều, gặp gắn thùng sau rồi nó lùa nó sàn xe luôn.
gió dữ quá. Này dắt cà phê, những món cà phê gì cà phê gió bạn nhớ kìa, nó hoa đẹp quá. Bên nào vậy? Để trái đi, để trái là về qua Pleiku, còn đi thẳng là ra Buôn Hồ. À, đường đẹp nè, quá đã luôn. Đi tiếp 26 km. Nó cái giấc chiều chiều này nó mát, nó dễ chịu ghê. Rừng cao su không à? Mày đi chậm lại đi. Quay đường đẹp là anh phải đi chậm, đi nhanh quá nó mất đẹp. Đó, mình thưởng thức cung đường mình đi chậm chậm xíu. Đi tại sao nè,
chung đi từ sáng giờ là thấy cái đà này là đẹp nhất nè. Còn lại là sáng giờ là mình đi toàn là quốc lộ với lại khu dân cư mà không có gì là đặc sắc hết. Đẹp, đẹp mà, quá đẹp luôn. Đúng rồi, cái đoạn này mà cho flycam đi theo mình là đẹp. Xe ông kia vướng cái dây giờ thòn lòn kéo sau kìa. Trời đó, đó, coi chừng cán vô nha kìa. Đó 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 đó. Thì đó. Xe mình mà cán giữa đó mà nó đang chạy lại như khi té luôn á. Lái xe mà nó có cảm giác gì là đang rớt hết ta, nghe tiếng kêu cái vòi chứ. Với những anh em phượt thủ thì những cái cung đường như thế này là cung đường mà anh em đều thích nhất. Bất kể mọi loại xe đi vào mấy con đường này là quá tuyệt vời. Dốc này đi mà hai hàng cây mà thêm ánh nắng nó lọt xuống nữa, quá tuyệt vời luôn. Có làm biến thôi, còn làm biến mở chỗ quay thôi. Nhớ tới DT725 luôn ha. Dạ, y hệt luôn. Đâu có đi cái đường như sáng mình đi đúng không? Là đường thẳng. Và nó đi đó, đi đường vòng xong rồi vẫn vòng ra quốc lộ đúng không? Kiểu là gọi là kiểu đi khám phá. Xa mà, đi vào mới xa, mất thời gian lắm.
giữa đường vậy. Cái gặp xe lớn này nó đi thấy từ xa thì né, chứ còn đi tới gần thấy không kịp thì cán tiếp. Có đi qua chốt nào chưa? Không thở hả? Vậy cứ đi đi. Alo, alo. Nghe rõ không? Ok. Có không? Thấy chưa? Báo mà xe khách xe tải báo mà. Đó, thấy cờ bay biết gió mạnh cỡ nào. Đang sau nè, vẫn đang sau nè. Đang à. Thì bảo là đi qua chỗ này 7-8 giờ tối đúng không? Thêm một chốt nữa. Cái này bắt lấn tiếng rồi chắc chạy đua cái gì á. À, nếu mà lấn tiếng mà có đầy đủ giấy tờ thì không sao, nó này chắc nghi không có giấy tờ gì luôn, hốt về chứ sao giờ. Đúng không? Chắc kiểu mà lấn tuyến xong rồi mà gặp thêm không có giấy tờ nữa. À, quá đẹp luôn. Đẹp ha.
chỗ này mà mình chơi flycam nè. Hút vô cái cánh cái ăn cho hết luôn. Ở đây là mà mình nhớ tới hướng đi vô Cầu Đất ha, y hệt Cầu Đất luôn. Coi lại coi sao nó kêu rẽ trái rẽ phải là gì vậy. Ê lộn khai ơi ha. Sao kỳ vậy mà cái đường hồi nãy là mình cũng đi thẳng được mà, tại sao lại nó bắt mình rẽ trái mà ở đây nó lại kêu đi tiếp. Không, hiểu rồi, đường này cũng ra được. Đường này cũng ra được ấy mà đi rồi. Thôi đi tiếp đường nãy đi. Đi tiếp đi thẳng đi. Tức là cái đường này nó rẽ ngược lại cái thằng AH17. Không, được, tức là nó chỉ mình ra là đừng hồi nãy em nhớ là cái ngã ba mình anh nói vậy vô đường này để đi đi đường tương tự không? Là mình vẫn đang đi đúng rồi đó. Ừ. Còn nó chỉ lại ra đường này là đường chính. Trời ơi, đây mình đứng đây chụp hình hết bà luôn đó thiệt. Đây à, cho ông Minh nó thấy là giờ vàng nè. Giờ vàng trong nhiếp ảnh nè. Quá đẹp luôn. Hơn tiếng không? Để mình rút ngắn nay à, nay mình đi 500 mấy, hôm nay á, là mình đi gần năm, hôm nay mình đi gần 550, với lại mình nghỉ nhiều, tại ngày đầu đi mình ngủ ít quá nó hơi đuối, qua ngày mai là ngủ đủ giấc là sáng 7 giờ là bào thôi. Sáng mai muốn 6 giờ hay 7 giờ xuất phát thì tính. Đi lễ sáng mai thứ hai mà. À, lễ mùng 3. Đúng rồi, lễ mùng 3. Nếu vậy thì có nhà thờ gần đó thì... nhất từ nãy giờ, từ sáng giờ
gặp thêm cái giấc mình đi giấc buổi chiều nữa, ánh nắng nó ngà ngà xuống, trời ơi cái sáng giờ đi chán tàn khúc đồ. Tính ra con xe mình là từ sáng giờ là bào gần 500 cây rồi, vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Lốp xe, nồi, bố thắng, rồi cổ xe vẫn ổn định. Anh em nào mà đang sở hữu Bixit á thì cứ nâng niu em đó nha, tập dục bảo dưỡng các kiểu để phục vụ anh em trong những cái tour gần xa, bảo đảm là ngồi đi xích mà đi phượt là không biết mệt mỏi là gì. Nhiều anh em vô comment hoặc là inbox hỏi mình là nhắm đi xích đi xuyên Việt nổi không anh, thì mình sẽ là người trả lời những câu hỏi đó bằng hành trình thiết thực nhất. Người thật việc thật luôn, để cho anh em nào mà đang sở hữu con xe Bixit sẽ có cách nhìn và con xe chuyên đi phượt. Cho dù là 125 hay là 150 đều đi được hết ha, đều chở được người ngồi sau luôn. Có điều là 125 khi mà lên đèo Hà Giang á, nếu mà chở người ngồi sau thì có vẻ là nó sẽ hụt hơi, nó đuối, nhưng mà vẫn lên được hết, anh em đừng có lo, vẫn chạy được vô tư. Còn 150 thì khỏi nói rồi, chở người ngồi sau mà lên dốc lên đèo là bất kể địa hình luôn. Thì sắp tới đây khi mà mình tới Hà Nội là mình sẽ đón bà xã mình với cả
đứa con trai, coi như là xe mình chở ba đó đi Hà Giang, tính luôn cả đồ đạc xung quanh xe luôn, đi 4 ngày 3 đêm Hà Giang. Ba mấy 40 cây á. Thì mình nhắm chừng là lên tới Pleiku sẽ là 7 giờ. Giờ mặt trời cũng xuống hết trơn rồi. Đường thì cũng không có đèn đường. Có mấy cái đèn này thấy gì. Kìa bấm ba mươi mấy cây à, 39 cây gì à. Anh em thấy ha, đường rất là tối, không có bóng đèn đường. Và mình cách Pleiku khoảng bao nhiêu ta? Mười mấy cây, 15, 16 cây nữa. Nói chung là sẽ tới Pleiku vào lúc 7 giờ tối. Và hiện tại là hai anh em mình phải bật đèn chợ sáng lên mới thấy đường được. Chứ đèn zin của xe là bó tay nè, không thấy gì luôn. Hiện tại mình đang ở Pleiku Gia Lai với cái khí hậu là đang là 18-19 độ C, lạnh quá. Hai anh em cũng vừa mới ăn tối xong, nhận phòng xong và bây giờ đi đi tìm quán nước ngồi uống nước chiêu chiêu chút rồi về ngủ sớm. Thì cung đường ngày hôm nay mình đi tổng cộng là 550 cây. Thì nếu mà nói về mỏi lưng mỏi chân thì mình đi con xe này quen rồi, mình không có cảm giác mỏi gì hết, chỉ có cái là chân á, mình để lâu quá không có tự động á, nó tê thôi, chứ còn mỏi lưng thì không có. Chân sai à? Đó. Chân mày bị gì à? Ngồi ngồi bên kia đi ha. Hả? Đấy, hai bên. Nó là cà phê bóng mà. Ngồi đây hả? Ngồi đây thì vô đây. Ngồi đó bên kia cho bắn kìa. Mới đầu hai anh em mình cũng tính chạy thẳng ra Kon Tum luôn. Thì từ Pleiku đi lên Kon Tum cách 50 cây nữa mà thôi, tới Pleiku là 7 giờ rồi, thấy cũng trễ rồi. Lại cũng mệt đói nữa, cho nên là hai anh em dừng chân ở Pleiku. Rồi sáng mai sẽ đi sớm. Đây là món gì đây? Chè đậu bo ti bo với hạt củ sen. Mời anh em dùng mà trắng miệng nha. Tối hai anh em đã ăn tối rồi. À, đây là trung tâm, đây phải trung tâm không? Trung tâm Pleiku Gia Lai. Hiện tại là thời tiết đang là 19 độ C, cũng khá là lạnh như Đà Lạt ha. Okay. Ngày mai mình sẽ tiếp tục hành trình vào khoảng 7 giờ sáng. Thì anh em tiếp tục theo dõi hành trình với mình ha. Cảm ơn anh em, chúc anh em một buổi tối vui vẻ.